Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa hết sức quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi quốc gia, đặc biệt là với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay nước ta có khoảng 30 ngành kinh tế kỹ thuật cần đến công nghiệp phụ trợ. Trong đó, nhiều ngành sản xuất hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng đang phải nhập khẩu tới 80-85% nguyên liệu. Nguyên nhân của những yếu kém này là do việc đầu tư cho công nghệ phụ trợ còn hạn chế. Việc ưu đãi thu hút đầu tư vào công nghệ phụ trợ hầu như chỉ tập trung ở các tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ nội địa vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều các tập đoàn sản xuất lớn của nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam sản xuất các cái sản phẩm ô tô rồi điện tử xuất khẩu ra quốc tế rất lớn. Thì kể cả là xuất khẩu, kể cả là sản xuất cho các cái doanh nghiệp cho thị trường ở Việt Nam. Đó là những cái tập đoàn Samsung rồi Toyota, Honda, vân vân. Với các doanh nghiệp của Việt Nam thì chúng ta phải làm thế nào để hợp tác được, cung cấp được cái sản phẩm linh phụ kiện cho họ. Đấy là một cái bài toán và là một câu hỏi rất lớn cần phải được hóa giải trong cái thời gian rất ngắn tới đây. Tại diễn đàn phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp do Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp Bộ Công Thương tổ chức, các chuyên gia cho biết nếu không phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để những doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có chỗ đứng trong các chuỗi cung ứng, sản xuất của tập đoàn đa quốc gia, nguy cơ lợi thế về thuế suất từ TPP, các hiệp định thương mại tự do sẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp nước ngoài. Để ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển mạnh thì chính phủ cần có những cải thiện về điều kiện để nhận được những chính sách ưu đãi. Việc xây dựng môi trường kinh doanh được hưởng nhiều chính sách ưu đãi sẽ làm khuấy động mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của các hãng lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Ngoài ra, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chế tạo, sản xuất được máy móc văn phòng, sản phẩm điện gia dụng, thì chính phủ Việt Nam cần có đề án rõ ràng cho việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các doanh nghiệp tiềm năng của Việt Nam một cách tập trung triệt để. Hiện nay, cả nước có gần 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, được chia làm 3 nhóm ngành sản xuất gồm cơ khí điện tử, nhựa và cao su. So với tổng số 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, thì doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm 0,3%. Con số này còn khá khiêm tốn. Theo các chuyên gia, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và đến năm 2025, số lượng sẽ tăng lên mức 10.000 đến 20.000 doanh nghiệp. Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ của chúng ta, các FTA thế hệ mới cũng sẽ mang lại những cơ hội cho sự phát triển. Đó là cơ hội để tiếp cận với công nghệ tiên tiến hiện đại, với các đối tác lớn, với nguyên liệu, nguyên vật liệu và đầu vào rẻ hơn do thuế nhập khẩu vào Việt Nam được cắt giảm. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia vào mạng lưới sản xuất quốc tế là các nhà cung cấp linh kiện, phụ kiện hàng đầu cho các cái tập đoàn đa quốc gia. Hàng hóa được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam có cơ hội lớn hơn khi tham gia vào các thị trường các nước. Hiện Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương với các đối tác quan trọng, mang lại nhiều thuận lợi cho xuất khẩu bền vững sản phẩm công nghiệp Việt Nam. Các FTA được ký kết sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho xuất khẩu, các ngành công nghiệp và thương mại của Việt Nam. Cùng với lộ trình cắt giảm thuế quan, Việt Nam có cơ hội nâng cao cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu sang hầu hết các thị trường truyền thống, những thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, giúp các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trở nên đa dạng hơn cả về chủng loại và chất lượng. Cùng với những cơ hội trên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, đã góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp nói chung và hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp có thế mạnh nói riêng.